Ngày Phương Nam vui lắm à nghe. Anh hết hồn. Làm gì vậy? Em ngồi coi cái gì mà chăm chú vậy? Anh vô quán mà không thấy luôn là sao? Nè, em đang coi mấy cái đầm này nè, đẹp lắm luôn á. Đâu coi thử cái coi. Đó, anh thấy không? Đẹp không? Ủa đẹp quá ha. Trời mà cái này mà, cái này em mặc vô trời chắc giống vừa đét luôn. Thôi vậy hả anh? Rồi, còn cái này thì sao? Cái này hả? Ờ. Cái màu này hơi sáng nha. Mặc vô chắc diva. Trời ca sĩ nổi tiếng luôn á. Ngại quá. Còn cái này nữa, cái này nữa, cái này nữa. Này hả? Ừ. Trời ơi, cái này mà không lẽ giờ khen em nữa thì thường quá. Chứ giống như cái bộ đó là dành riêng cho em vậy. Trời ơi, anh cứ vậy hoài à. Anh cứ nịnh em hoài à. Đâu nịnh đâu, anh nói sự thật mà. Nhưng mà thiệt ra là em cũng không thích mấy cái bộ này lắm. Ủa sao không thích? Nãy thấy khen cái khoái quá trời luôn mà không thích. Này nè nè. Sao? Em thích cái bộ này nè. Nhưng mà mắc quá à. 2 triệu là ngon. 2 triệu hả? Ừ. 2 triệu có gì đâu mắc em. Em thích là được. Trời ơi, sao mà không mắc. Mấy cái bộ đồ hả em mặc hàng ngày nè, có 100-200 ngàn à. Còn cái này 2 triệu là không mắc. Nhưng mà em thích đúng không? Ừ. Anh mua cho em. Cái gì? Anh mua cho em. Anh nói thiệt hả? Trời, có bao giờ anh nói dối em đâu. Trời ơi, nhưng mà hả, 2 triệu này hả, anh phải sửa chắc 20 cái điện thoại á. Đâu có. Trời ơi. Em nói vậy sao được em, cái gì mà 20, 50 cái. Cái gì? 50 cái mới mua được cái đầm cho em thôi. Có gì đâu ngạc nhiên em, anh chỉ cần nháy mắt một cái là xong một cái, nháy mắt một cái là xong một cái, nháy một cái là xong. Yên tâm, em thích là được hết. Vậy hả, vậy em cảm ơn anh trước nha. Rồi cái này phong. Ờ. Mà nè, hôm nay anh ăn gì? Mì tôm hả? À, thôi, ăn cái món đó hoài à. Đổi sang à, ăn bánh mì ốp la đi ha. Bánh mì ốp la phải không? Ừ. Cũng được. Nè, bây giờ anh lấy cái mẫu này xong ha, anh chụp lại, cái anh đặt luôn, cái anh lấy địa chỉ nhà em, anh thanh toán trả tiền luôn, cái gửi qua đây, coi như quà sinh nhật của em. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều nha. Sinh nhật của em chắc chắn là anh sẽ là khách VIP. Gì? Ừ. Sinh nhật mới là khách VIP hả? Ừ. Còn ngày bình thường không VIP. À, không phải, ý em là super super VIP. Thôi đi nấu mì đi. Đi nha. Super 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 VIP. Khách VIP. Hạnh đó. Ủa, đâu đây được? Vậy chứ mày đi đâu? Đâu cần qua đây phải sửa điện thoại, bên đây đâu có ai mà xài điện thoại smartphone gì đâu mà qua đây chi? Ai nói sửa điện thoại? Đi giao điện thoại sẵn ghé đây được không? Ghé đây làm gì? Ghé làm gì? Uống phê ăn sáng. À, vậy chứ thì tao qua đây tao ăn sáng uống cà phê. Thấy mày hơi ngộ nha. Ngộ sao? Bình thường đâu ăn hoài lộ đồ này nọ không à, sao bữa nay dạo này xiên vô quán của chị Tư quá vậy? Đâu xiên gì thì chỗ nào mà tao thấy người ta hay ghé tao ghé vậy thôi. À, ăn theo xu hướng á hả? Ăn không, theo đám đông đồ hả? Không đám đông gì hết trơn á. Nói chung là chỗ nào mình thấy hợp là mình ăn thôi. À, rồi rảnh quá rồi qua uống phê ăn sáng rồi. Rồi vợ có rảnh không? Xong vẫn vợ đi. Không, giờ này đang mi đó vậy đó. À, điện thanh đồ ha. Ca sĩ mà sướng ha. Có vợ ca sĩ sướng ha. Không, không sướng gì đâu nhưng mà được cái sướng hơn người ta nhiều. Ờ, vậy thôi ăn sáng phê vô đi. Mời á. Đâu cần mời, trời đất ơi, mình có tiền chứ đâu phải mấy đứa mà sửa điện thoại ế đâu. Cái thằng lùng này. Hạnh ơi. Dạ em ra liền. Ủa anh Tấn về rồi hả anh? À nó mới gì vậy? Dạ. Gì vậy? Em làm gì vậy? Coi gì vậy? Phim hả? Dạ không, em coi cái này nè. Em cho anh được coi thử nha. Đó, anh được thấy không? Anh được thấy hai bên cô nào đẹp hơn cô nào?
thì cô này cũng đẹp, mà cô này đẹp hơn. Nói cho anh được nghe, hai cô này là một. Sao là một được? Em nói thiệt. Nhưng mà bên này xấu hơn rõ ràng nè. Vậy thì tại sao bên này là đẹp hơn được? Thì bên này á, anh được có thấy là mũi cao hơn nè, cằm dài hơn nè, mắt tròn to hơn. Đó, nên là bên này đẹp hơn là tại vì do cô này đi phẫu thuật thẩm mỹ. À, thì đúng đó. Rồi, hèn chi đây là phẫu thuật thẩm mỹ nè, đúng không? Đúng rồi. À, rồi rồi, vậy là rốt cuộc là đó, hai người là một, anh được còn hết hồn nữa đúng không? Chỉ cần có vài chục triệu thôi nha, là sẽ sửa được cái mũi nè, S-line nè, sửa được cái cằm V-line nè, xong rồi sửa được con mắt to tròn nữa. Đúng là có tiền là có tất cả anh được ha. Vậy là giờ em thích cái gì? Vì em đang buồn nè, em tính là kiếm tiền đi sửa cái cằm cho nó thon thon vê lai chút xíu, nhưng mà mắc quá à, 25 triệu lận. Thì em đi sửa đi. Đi sửa hả? 25 triệu em làm gì có tiền mà sửa. Dạ em thích đúng không? Đúng rồi. Thích thì anh tặng em. Trời ơi, anh Đực giỡn hoài à. Bây giờ mà anh Đực có tặng cho em 25 triệu thì em cũng không dám làm nữa. Thôi, nói cao xa quá vậy. Hai mấy triệu anh đâu có tiền. Thí dụ chừng vài triệu thì anh có thể giúp em được. Nhưng mà anh có quen với cái con bé bạn anh á, lúc anh làm bên Long Thành á, bé đó tên Loan, là nó làm bên gội đầu á, với lại làm móng tay này nọ đó. Thì nó có làm luôn cái vụ mà cái gì đó. Cầm hả? Không được nha. Em sợ nhất là mấy cái mà mổ xẻ rồi phẫu thuật rồi phải băng bó rồi. Trời ơi, bây giờ hả? Em nói vậy thôi chứ giờ có tiền em cũng không dám làm nữa. Không có đâu, trời lao quá. Anh đã nói là anh biết là em sợ đau, đúng em sợ rồi. Mổ xẻ đúng không? Đúng. Nhưng mà cái này là cái con bé bạn anh đó là nó làm được, là nó không cần phải mổ xẻ. Ủa? Mà cái gì đó nó làm cái gì nó chích cái gì à, cái gì không phải chích mà là tim gì filler phải không ta? À, filler, anh nhớ cái tên rồi. Filler là sao? Cái tên đó là cái tên của một cái loại gọi là giống như là nó giống như là loại thuốc vậy đó, cái chất làm đầy vậy đó hả? À đúng rồi đó. Thì đây anh gõ vô này, đúng rồi, làm vô đây nè. Đó, cái gì mà không biết là cái gì hỏi chị Google. Oh. Đây. Đúng rồi, filler. Đúng không? Đó, thì cái này á, là cái công nghệ mới bây giờ đó. Thì người ta sẽ không mổ xẻ gì hết. Em muốn cằm V-line, em muốn mũi cao, em muốn gò má mọng lên, em muốn môi mọng nó như thế nào, nó phù cỡ nào cái gì đó là ta phim, ta tim này được hết á. Em không có cần mấy cái kia đâu, em chỉ cần cái cằm của em á, nó V-line nó dài dài chút xíu á là đẹp à. Ừ ha. Anh nghĩ là cái cằm của em mà chỉ cần mà hơi nhọn nhọn là chút là đẹp. Nhưng mà như vậy đã đẹp rồi. Trời ơi, anh Đực làm cho em ngại quá à. Nhưng mà tim cái này á là có đau lắm không anh Đực? Anh, đây nè, trong đây nó ghi rõ ràng nè. Đây có cái bà nói nè, đây nè, khách comment nè. Ngay lúc đầu vừa nghe nói tim filler, tôi đã cảm thấy rất sợ vì tôi là người sợ đau. Nhưng sau khi nằm tim được chừng khoảng vài giây, tôi cảm thấy không đau gì hết vì mũi tim đầu tiên nó chỉ giống như là kiến cắn. Trời ơi, vậy là chỉ sau 5-10 phút là mình sẽ có được một cái cằm V-line. Mà mình không cần phải mổ xẻ, mình không cần phải băng bó. Nếu như em mổ xẻ là em phải băng bó cả tháng trời có khi dạ, hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cho nên là nếu em cần thì anh tặng em, tại cũng sắp tới sinh nhật em rồi. Trời ơi, vậy thì sinh nhật lần thứ 25 chắc là cái sinh nhật hạnh phúc nhất của đời em luôn á. Nếu mà như vậy chắc lẽ là anh sẽ hạnh phúc hơn em nhiều luôn á. Anh làm cho Hạnh được vui mà còn hạnh phúc hơn nữa. Ngại quá à. Thôi, anh được ăn gì không? Hạnh làm cho. Nãy giờ dòm em cái anh quên đói luôn. À, thôi, cho ăn gì cũng được. Vậy thôi, Hạnh sẽ cho anh được ăn một tô bún bò đặc biệt xí quất luôn, chịu không? Chờ Hạnh xíu nha. Ừ. À, làm đẹp hả? Cũng nên mà. Cái vấn đề mà về lương á, em khỏi lo.
Tập đoàn của anh hàng năm kiếm về cả ngàn tỷ. Không lẽ không tìm được cho em một cái vị trí em làm có cái mức lương cho em sống thoải mái sao? Trời ơi, em thích quá à. Nhưng mà em chưa có chứng chỉ tiếng Anh. Khỏi lâu. Tập đoàn của anh á, nhân viên có cả ngàn người. Còn cái vấn đề mà tiếng Anh á hả? Thí dụ như mà em giao tiếp không được đúng không? Thì anh đẩy người khác vô. Cái xong cái người ta có thể giao tiếp mà người ta nói tiếng Anh á, như tiếng mẹ đẻ luôn. Em khỏi cần bằng cấp tiếng Anh. Em chỉ cần cái nhan sắc của em thôi. Cái nhan sắc của em là đủ rồi. Nhân viên tập đoàn của anh nhiều thiệt. Nhưng mà những người mà có cái nét đẹp như em á, thiếu hụt dữ lắm. Cho nên cái nét đẹp cỡ như em á, là phải ở trong văn phòng, phải ngồi máy lạnh. Rồi nhờ cái sắc đẹp của em mà công ty của anh nó sẽ nâng tầm lên. Rồi cái nhan sắc của em khi được vô công ty, vô tập đoàn của anh làm á, nó sẽ chuyển biến, nó sẽ bước sang một cái trang mới. Em hiểu không? Trời ơi. Đó, bởi vì anh tính hết rồi. Ngại quá à. Có gì đâu ngại, em đẹp, em có quyền mà. Em xứng đáng được cái điều đó. Vậy thì mọi sự em nhờ do anh nha. Anh cho ly sinh tố. Ủa anh Sơn Philip. Ủa ai vậy? Nhớ em không? Không. Trời ơi, em là thứ sáu, em tên là Thảo, Sáu Thảo nè. Sáu Thảo? Ủa sao thấy khác quá vậy? Nè nè, tôi là con của ai? Con của chú Chính Dư. Đúng rồi, Sáu Thảo. Vô, ngồi. Em ngồi đây hả? Ừ, ngồi chơi. Trời ơi. Trời ơi, lâu quá mới gặp anh. Anh khỏe hả? Anh khỏe. Đẹp trai quá à. Ừ. Ủa? Hả? Chồng chị anh Đực đâu rồi? Ủa? Anh Đực anh ở đâu? Hỏi tôi sao tôi biết? Mà nếu mà bây giờ muốn biết anh Đực ở đâu á, hỏi cô, nhiều khi cô còn gành hơn tôi á. Rồi sao kêu đi làm đi xin tố không làm, ngồi đó làm chi vậy? Má ơi! Cho Lê xin tố nha má. Mày làm gì vậy? Tao đang rình nè. Mày rình gì? Cái thằng Sơn Philip gì đó. Tao sẵn tỉnh ảnh đó. Kìa, tao thấy vợ mày chống nó kìa. Còn cô nó làm gì? Tao cũng ra đây nè. Tao nghe nói vợ tao ra đây, tao cũng ra tao coi thử coi là nó cái thái độ nó làm sao chứ. Anh Sơn, em nghe nói là tập đoàn công ty của anh á là đang tuyển nhân viên vậy phải không? Ừ. Anh nhìn đi, em coi sao, em đủ tiêu chuẩn để vô công ty của anh không? Em nói gì? Tôi nhớ là chị Sát đang làm ca sĩ của quán ông Tư Lùng mà. Tôi làm gì kệ tôi. Anh Sơn đừng nghe lời, cái đó là chỉ là cái quán nhỏ ở ngoài thị trấn thôi à. Kiểu như là em lên hát, xong rồi cái ai người ta thích em hát bài gì á, rồi cái người ta yêu cầu em hát thôi à. Nhưng mà chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi vì em đã nghỉ làm ở đó rồi. Trời ơi, biết sao nghỉ làm nè, tao ổng chê bà mập quá, ổng không cho bà hát nữa chứ gì. Hey, vô duyên nha. Tôi mà phải ớn gì kệ tôi chứ, mắc gì tự nhiên xen vô. Thôi. Đừng có giận. Em rất là đẹp, nhưng mà lúc em giận cái vẻ đẹp của em nó giảm bớt. Để em nói chuyện bên đây chút nha. Em nói làm sao? Em muốn vô tập đoàn của anh em làm. Được không? Em nói thiệt. Dạ thiệt. Em muốn vô công ty của anh em làm. Ủa sao hả? Trời đất ơi em ơi. Anh chờ em nói câu đó nãy giờ đó. Quỷ dữ à. Tao hết hồn. Trời ơi. Kể như em đó nha, mà xin vô công ty của anh làm. Duyệt một cái một luôn. Vậy cho em xin đăng ký vô làm liền nha. Rồi ok luôn. Ủa okay. Chứ còn em thì sao? Sao bà này vô duyên ghê. Tự nhiên người ta đang nói chuyện, cái xen vô đúng là đồ vô duyên luôn. Ai nè nha, mấy vô duyên đó, tự nhiên chỗ đây người ta đang nói chuyện giờ mới là người xen vô nè. Thôi đây nè, anh nói cho nghe nè. Hai đứa em đều đẹp hết, cho nên công ty của anh sẽ nhận cả hai. Thiệt hả? Thiệt. Anh nói cho em nghe nha, khi mà anh đã dùng cái từ tập đoàn để nói về công ty của anh á, là một cái tập đoàn nó sẽ có rất nhiều công ty, những cái chi nhánh nhỏ. Tụi em hiểu không? Hiểu. Rồi từ những cái công ty đó nó sẽ có cần rất là nhiều nhân viên lễ tân. Tụi em hiểu không? Hiểu. Đó. Lễ tân nhiều cho nên là khi công ty bỏ tiền ra trả lương cho lễ tân sẽ là một cái mức lương rất là hậu hĩnh. Tụi em hiểu không? Hiểu. Ừ, hiểu đúng không? Bởi vậy hiểu là được rồi. Ê, chờ anh chút nha, có điện thoại. Dạ em nghe sếp ơi. Dạ em ra liền.
Là sao? Ai biết? Sếp ơi, sếp ơi, sếp thông cảm cho em đi sếp. Trời ơi, đời tài xế khổ lắm sếp ơi. Hả? Sao? Đuổi em hả? Chết, em nói rồi, em về liền sếp ơi, em về liền sếp ơi. Cho mình nghe gì không? Tài xế. Sếp ơi, đại gia chạy xe. Đi vô. Trời, tao chịu không nổi. Trời, cười chắc kiểu này chắc lên tắt xong. Ê, mày đè cái ngực tao lại được không? Cười tưng cái lòng ngực luôn. Đại gia giả. Đây, nước đây. Cái này của ai? Trời. Con Tân ơi, cái thằng Sơn Philip. Đại gia giả. Tài xế thôi. Cái gì? Thằng Sơn Philip là đại gia dởm. Dạ. Nó là tài xế. Vậy mà hai nhỏ này nó nồng nồng lên vậy. À, chúc hạnh sinh nhật vui vẻ nha. Tặng em. Anh tặng hạnh nè. Ê, cái gì vậy mày? Trời ơi, tao nghi lắm mà, tao nghi là mày lắm mà. Sao? Đi đâu vậy? Đi đâu mà hôm nay mặc đồ tươm tất rồi đóng thùng tay dài rồi các cái rồi vút keo rồi nữa, đâu vậy? À, thì mình đi liên quan đi cái tiệc tùng này nó thôi. À, vậy liên quan bình thường thôi phải không? Ừ. Nè, nhìn đi. Sao? Chỉnh chu không? Chỉnh chu gì? Cũng liên quan. Tạm thời gọi là liên quan nhưng mà là khách VIP. À, khách VIP luôn hả? Khách VIP. Ôi ôi trời ơi trời, khách VIP ngộ quá ha. Khách VIP là đi đầu tóc xong chải chuốt cho đàng hoàng giống ổ quạ giống nội. Ủa, cái này cái style của tao xưa giờ mà được. À, vậy hả? Nè, rồi mày đi liên quan vậy đâu. À, chắc mấy cái hội mà hái cà phê đồ này nọ đó phải không? Không, mấy hội cà phê đó giờ bắt đầu tao làm giàu hết trơn rồi, cho nên là không có làm ba cái hội đó chi nữa trơn á. Còn mày sao? Đi chắc là bên cái mấy cái hội mà điện thoại cùi bắp rồi gặp đang tổ chức cái liên quan cho vui vậy phải không? Hay của thường tao quá. Sao? Tao là tao đi tiệc là đi sinh nhật là khách VIP của chủ tiệc đàng hoàng. Đây cũng là khách VIP nha, buổi tiệc sinh nhật đàng hoàng. Ủa, sinh nhật ai? Tao đi sinh nhật Hạnh á. Ủa, cái gì Hạnh mời mày hả? Ủa mà mày luôn hả? Chứ sao, đấy khách VIP đàng hoàng. Không, vậy là mày không có cục VIP bằng tao rồi, tao là khách VIP nè. Cái VIP của tao là tại vì tao tặng cho một cái giấy 2 triệu. Cái gì? Chữ VIP đó là được vô cái giấy 2 triệu đó. Trời, váy sang trọng 2 triệu bạc. Trời ơi, vậy mà cũng là VIP đây nè. VIP là gì? VIP là người ta đây nè. Đây, tao tặng cho nguyên một cái càm V-Line. Cái càm V-Line phẫu thuật nha. 6 triệu mấy hơn mày không? Tao VIP hơn mày không? Thôi mà cái đó là đồ giả mà tao VIP hơn. Thôi giả không giả gì, mình cứ tới đó coi thử ai VIP hơn là mày hơn. Mày đi tránh ra tao đây. Tao VIP hơn, tao đi trước. Thôi mày cái gì vậy? Tao đi trước. Không có danh trước. Đi. Tao đi trước. Nè, tới đó nè, tao nói mày nghe, mày 2 triệu mày tới đó mày cũng không được. Nhưng mà tao VIP hơn mày, yên tâm đi mày ơi. Ôi trời, tới đó là biết liền gì đâu. Tao VIP hơn, tao tới trước. Mày á, mày tào lao. Tao đi trước, chén ra, không có giành đường tao. Tiền mày làm sao bằng tiền tao đầu tư được? Mày biết cái gì? Tao là VIP nhất. Tao VIP hơn mày, cái đầm tao mua tới 2 triệu lần đó. Tao là đầu tư tới 6 triệu mấy tim gì á mày? Tao nói cho mày nghe đó. Thôi, tao VIP hơn, tao được mời trước. Mày yên tâm đi, mày tránh ra đi. Mày đi ra. Mày đi ra. Mày né tao ra. Mày ra đi. Không xô đẩy gì hết trơn á. Hạnh ơi. Hạnh ơi. Ủa sao quán xá gì không lấy chuẩn bị gì, tiệc tùng gì trơn vậy trời? Hạnh. Gì vậy? Cái gì? À, không có gì vậy? Hả? Hả? Cái gì vậy? Không lấy gì Tư hả? Cái gì vậy? Ai hả? Hạnh hả? Ủa? Dạ. Ủa sao em ra đây? Em ra đây cho nó yên tĩnh, ở trong đó mẹ lao quá, má em nghe. Ủa, sinh nhật giấu hả? Thì tổ chức âm thầm trong lòng đi. Ủa? Kiểu kỳ vậy? Sao nó nghe nè? Ủa sao cái đầm anh mua cho em rồi sao không mặc tự nhiên cái giờ mặc này vậy? Nó chưa ship tới hả? Không. Xíu tới rồi. Ủa em ngứa mình thôi, ngứa đâu anh gãi cho. Đừng có vô duyên à mày. Tao giọng vô cho mặt mày bây giờ à.
Ủa mất hy vọng bây giờ Hạnh là con gái. Ta hứa mày nữa đây phải không? Mày mới vô cùng mày có vợ rồi đó. Im lặng nhỏ lại, nhỏ tiếng lại. Gì? Làm mua ship rồi nhưng mà tại vì lâu rồi á, má em không có mua đồ hiểu không? Nên là em tặng cho má em rồi. Trời ơi, sao vừa? Em cũng bay nướng, má em bay nướng mặc vô sao vừa? Thì má em nhìn là vui rồi làm kỷ niệm hiểu mày, không? Mày nói đồ hiệu mà, đồ hiệu thì cái gì nó giãn ra thì má mặc cũng giống như con mặc vậy đi. Đồ hiệu chứ đâu phải là bao bố đâu mà bỏ vô bỏ. À, sao cái mặt nó được coi. Ê, cái tay bị gì vậy? Gì vậy? Chứ đỏ lòm chấm chấm. Đâu được coi bên này coi. Trời ơi, sao thấy ghê vậy? Nổi trái dạ hả? Nhưng mà anh nhớ hồi nhỏ em bị rồi mà. Bị gì vậy? Đồ á, tại đồ á. Đồ của thằng này. Mày là cô hồn các đảng âm binh rồi mày. Mày tặng đồ, mày nghĩ sao cái đầm của người ta hai mấy triệu. À, thí dụ đồ hiệu đi, hai mấy triệu cho là mười mấy triệu một cái đầm đi. Mày không mua. Mua có 2 triệu mấy mua đầm sida hả? Mày điên hả? Điên cái đầm đó là tao đặt trên mạng có thương hiệu đàng hoàng. Mày không. Nghĩ sao 2 triệu mà đầm giả trời đầm giả? Trời ơi, thôi mẹ em ngại. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bị gì vậy? Sao vậy? Đau răng hả? Đưa đây coi. Trời ơi. Trời ơi. Sưng dữ vậy? Đâu quay qua coi. Trời ơi. Ui. Sưng lắm hả? Sưng lắm. Sao bây giờ nó không ra V-Line mà nó ra là cái gì á? Nó ra cái này là online nè, gì nè. Mày nói mày tặng cái gì chích gì phải không? Cái gói chích vô. Chích vô, người ta mấy chục triệu đó. Mày chích 6 triệu mấy. Mày bây giờ gì? Ngoại tử là sưng lên của ta rồi đó. Ngoại tử cái gì? Cái này là không có dùng dao kéo thì bây giờ phải chịu cho tim vậy chứ sao? Rồi tim rồi nó sưng dù thôi vậy đó hả? Thôi làm ơn hai anh nhỏ cái miệng lại. Tại sao? Tôi đã giấu mẹ tôi là tôi lôi hai anh. Làm sao mà giấu được cái chuyện này? Tôi thằng này. Sao cái tướng mày chút xíu mà cái miệng mày rộng dữ vậy? Kệ nó, tao thích vậy đó, mình sao? Nói làm gì tao lo cho mày bớt la lại giùm cái đi trời mày. Trời ơi, tại hai anh hết đó. Vui lắm à nghe. Kỳ má. Gái một đứa. Đất ơi. Đau quá à. Tâm thiệt tình luôn. Thấy con người ta mà nhìn thấy con nhà mình ta đi tức lộn ruột lên đầu luôn vậy đó. Sao má? Ta đi biết mà cái tình trạng như vậy là hồi xưa ta nuôi heo, ta cân ký, ta bán có lời. Gái luôn bên lớn vậy đây. Ha. Mà má làm công chuyện từ trong nhà ra ngoài sân, nó không hề dòm ngó. Hồi xưa đó là con gái người ta là công dung ngôn hạnh. Thấy không? Mấy cái chuyện này là má không có đụng móng tay. Còn bây giờ đó, người ta quét mà ra tới nơi rồi cũng còn đứng làm gì? Làm con gì? Nói má nghe nè, mấy cái má nói á là má biết sao, hồi xưa thôi, con gái mà cái kiểu mà hồi xưa đó. Bây giờ nè má, cái thời bây giờ con gái là má biết sao, không có cần phải đụng tay đụng chân. Đó. Bị gì ở trên mạng đó, nó có mấy cái con gì mà con robot gì đó má, cái cứ cắm vô cái nó đi vòng gì nè, không làm một cái gì hết. Đó. Mấy con mà đi vòng lau nhà quét. Dạ đúng rồi. Tính mua cho má mấy con đó đó hả? À thì con cũng tính như vậy. Nhưng mà không phải bây giờ. Má biết sao, má chờ đi đợi con kiếm một cái anh chồng mà đại gia đó, xong rồi là lúc đó là con sắm cho má của nó thiệt. Không chừng mai mốt á nha, nó còn những cái con robot mà nhà rửa chén nè, rồi nó còn ra cái con robot mà nó có thể tắm cho má được, con mua về nó tắm cho má luôn. Tao đâu có bị liệt đâu trời. Rồi tự nhiên xách cái con robot vào trong nhà tắm cái đứng để cho nó lục đồ hay gì đó. Trời ơi là trời. Ý con nói là má không có phải đụng tay đụng chân vậy chứ. Khoan, xí. Sao má? Rồi tính lấy tiền ở đâu mà mua mấy cái con đó? Cưới đại gia, à quên nữa, hồi nãy nó cưới đại gia đúng không? Dạ đúng đại rồi. Đại gia ở đâu? Tính lượm ở trong cái điện thoại ra hay gì? Trời ơi, con nói thiệt, con nói má là cái người mà tối cổ giả mang luôn á. Má không có cập nhật mấy cái gọi là người ta gọi là tình hình thế giới gì đó. Đúng luôn, nhưng mà má nói đúng. Là con đang kiếm chồng đại gia ở trong đấy. Là sao? Chưa? Là sao? Là con đang tìm người yêu ở trong một cái app hẹn hò. Đó. Mà nữa, con đã tìm được một anh đại gia. Má thấy ghê chưa? Mà má nghe cái tên thôi. Cái tên là người ta gọi cái nickname á, là má biết là anh giàu cỡ nào. Minh Đô La. Thấy chưa? Má nói con nghe nè Hường. Má khỏi cần lên mạng. Má khỏi cần online. Tối ngày ụp mặt vô cái điện thoại vậy má cũng biết.
nha, mà không phải là Minh đâu. Minh là cái tên là Anamix rồi nha, không tính. Có nhiều bà, nhiều dì, nhiều mợ đó là quen tới anh David, tới anh Johnny, tới anh gì gì đó, rồi xong là rốt cuộc là một cái thằng đen thùi lùi, cái đó lừa lừa trắng tay luôn, cái la làng bị lừa. Má cứ vậy hoài không à, cái đó là người ta quen người nước ngoài rồi. Ừ. Còn con là anh Minh Đô La của con là người Việt Nam mà rất là giàu, vậy mới nói chuyện. Mà má nhìn con đi. Ừ. Má thấy không, con là đẹp là ai cũng biết rồi. Ừ. Má cũng biết luôn. Thứ hai là con rất là thông minh. Ừ. Trời ơi, nó phải muốn lừa con là lừa. Không phải, khi mà người ta bị lừa rồi người ta mới biết mình ngu nghe, chứ biết mình ngu thì đâu có bị lừa. Má cứ vậy hoài. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Dẹp 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 cái điện thoại giùm tôi cái, dẹp vô. Rồi đây nè, đây nè, cái bàn thiền một tuần nay không có lau dọn, không có nhang đèn, không có cúng kiến gì hết. Bây giờ trái cây tôi mua rồi ha, đi ra lau dọn cái bàn thiền rồi chân lên rồi cúng kiến giùm tôi cái. Nhưng mà bây giờ con đang nói chuyện với anh người yêu. Dẹp cái vụ người yêu online nha, nghe chưa? Thì bây giờ để chiều con dọn, giờ con vô ngủ miếng được không má? Sáng mặt bài chết dại vậy. Nha, nha, đi dọn liền. Tôi qua bà táp đây nè. Cái tội mà người yêu online nha nha. Dẹp mấy cái vụ online, tôi đi qua tôi đi kiếm chồng thiệt cho. Má đi qua bà táp làm gì vậy? Thì kiếm chồng cho mày đi nè. Kiếm cho con? Ờ. Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Má làm như con gái má là ấy chồng ấy chưa rồi không ai hốt cái gì, má đi kiếm chồng cho con. Ê xình ê thúi chứ không phải ê chồng ấy tơ nha, xình lên rồi. Má cứ vậy hoài không mà thiệt luôn á, con người ta xinh đẹp như vậy má cứ vậy. Con để cho má biết nha, tại vì má không có biết hơi, nguyên một cái xóm cái làng này thì có trai cua con quá trời. Ở đâu thấy thằng nào chết liền luôn á. Rồi đi vô lấy cái rổ trái cây ra lau dọn bàn thiên rồi chân lên, nhớ đốt ngang đó. Dạ. Đứa gì đâu làm biếng. Nhà có một đứa con gái đẹp à, nghĩ cũng mất làm hoài luôn à. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua, làm sao em câu khá khá để cho má nấu canh chua. Ô ô ô kìa con cua, đừng la lớn nó chui xuống hàng, đừng la lớn nó chui xuống hàng. Quà địa điểm này mát nè, cá quá trời. Trước khi chụp mình phải làm cái thủ tục cái đó, chụp vài bức ảnh nhìn nó tao nhã luôn, gửi cho ẻm để em phái phái. Rồi xong ngày hôm nay câu vui nè. Ôi đâu? Ôi ê gì nè nè cô gì ơi, cô gì ơi, làm gì mà cô chọi tùm lum chọi tà lá. Nghe chọi tùm lum tà la làm cho cá nó chạy hết trơn. Ừ. Vậy anh là ai, anh là ai, anh là ai? Tôi là ai, anh là ai, kệ tôi. Vô duyên quá vậy, chỗ người ta con cá mà con chọi tùm lum la cá nó chạy sao? Thì kệ anh chứ. Ủa cái chỗ này là chỗ của tôi mà, tôi tới thì tôi muốn làm gì tôi làm, tự nhiên tới sau mà còn hả nhiều chuyện đó. Trời, tôi đứng đây nãy giờ tôi chụp hình, tôi còn chụp đây nè. Đây nè, còn thấy cô, cái bóng cô đứng lú lú màu tím đằng sau đây nè. Thì thấy rõ ràng là cô tới sau mà. Đứng đằng sau đó tức là tôi đã tới trước rồi, anh hiểu không? Trời đứng ơi, đứng đây anh chụp anh thấy tôi đằng sau là tôi đã tới trước anh rồi. Ủa cô chọi tùm lum tà la vậy? Tự nhiên chọi tùm lum la vậy? Thì tôi thích chọi thì tôi chọi thôi, miễn sao tôi không chọi vô mặt anh là được rồi. Trời ơi, chọi vô mặt anh. Ăn nói chuyện hồ đồ vô duyên. Cô vô duyên vừa vừa nha bà cô, bà cô. Ê, kêu ai bà cô? Ơi, ngớt bịt mồi tôi luôn rồi, xui quá vậy. Đáng đời, nhìn cái mặt nè, không, cái mặt này, mà nghĩ sao kêu bà cô? Trời ơi, cái mặt tôi xinh đẹp trẻ trung như vậy mà gọi là bà cô. Lỡ nãy mắt tèm nhèm, nhìn không rõ. À, rồi rồi, xin lỗi, không phải bà cô, xin lỗi bà thím. Cái gì? Bà thím ảo tím. Nè, người ta nói là cái người mà thường đã không đẹp trai đó thì mình phải có duyên một tí xíu. Đã xấu, rồi vô duyên, rồi có cặp mắt chi để trưng ở trên đó thôi chứ không có xài được đúng không? Nhìn đi nhìn lại một lần nữa nè. Trời ơi, xấu mà bắt người ta nhìn hoài, hồi nãy cô nói gì? Cặp mắt đang trang trí rồi nhìn. Ủa, cô đang tự vả vào mặt mình những cái câu nói đó hả? Sao? Hả? Tôi là ai? Không cần quan trọng, tôi không cần thiết phải nói cho cô biết tôi là ai, ok?
sao mà không quan trọng. Nè, tôi nói cho anh biết nghe chưa, tôi là một cái gọi là một cái người dân, gọi là một cái thành viên hết sức là quan trọng ở trong cái xóm này. Anh thì có nghĩa vụ báo cho tôi biết anh là ai, bao nhiêu tuổi, ha, tên gì, địa chỉ, đến đây làm cái gì, âm mưu cái gì ở trong cái xóm của tôi. Cô trình bày xong hết chưa? Chưa. Mời cô trình bày tiếp. Nếu mà anh không cho tôi biết, tôi sẽ báo công an tới bắt anh vì cái tội xâm nhập trái pháp luật. Cô đã trình bày xong hết chưa? Rồi. Bày xong hết rồi đúng không? Đúng. Bây giờ tới tôi phản biện, tới tôi biện minh. Mời anh nói. Cô hãy nhìn đi. Tôi đứng trên cái cầu khỉ này, nhìn thẳng vào mặt cô và nói: ở đây là đâu? Ở đây là không gian bao la, ở đây là một cái kênh bát ngát, nước chảy róc rách. Ông bà mình có câu. Có câu gì? Có câu không biết thì dựa cột mà nghe. Nếu không có cột thì mình hãy dựa vào gốc cây và nghe người ta nói. Còn nếu không được nữa thì cô hãy nhảy xuống cái kênh này để tôi nói đây cho cô biết. Đây là gì? Kênh này không phải là của cô. Không gian bao la này không phải là của cô. Nên tôi có quyền, tôi ở đây, tôi câu cá, tôi đánh bắt. Có gì đâu mà phải kêu công an bắt tôi. Vậy là biện minh xong rồi đó hả? Sao cô biết hay vậy? Hết văn rồi, như đó là hết rồi đó. Nãy giờ đứng nghe tưởng là cái gì chứ anh nói một hồi nó vòng vòng. Nói thiệt nha, tôi tưởng là tôi khùng nhất cái xóm này mà thấy anh khùng hơn tôi. Thôi rồi rồi, hôm nay mình thua kèo này đi ha. Bây giờ tôi về, tôi thấy hôm nay tôi xui à. Tôi đi về tôi đốt hông lông. Dám đâu, ngày hôm nay tôi mới là xui nè, tôi mới là người đốt hông lông nè. Cô tôi nói cô nghe nè, cái mai mốt nè, thằng nào á mà lấy cô á hả, thiệt thằng đó hả, nó xui coi như là cuộc đời nó đen thui luôn á. Bởi vậy tôi nói anh không phải là người cái xóm này nên anh không thể biết được. Anh nghĩ sao mà anh nói là lấy tôi là xui? Trời ơi, trai mà theo tôi á là coi như là từ cái đầu đường vô tới đây ha phải 20 mét, còn cái người mà muốn cưới tôi á ít nhất là cũng phải 3 cây số vô tới đây, không biết rồi thôi. Trời ơi, bộ trai ở gần đây nó bị điên á hả? Cỡ tôi nha, tôi mà cưới cô về là tôi nhốt trong trong lòng, tôi cho ăn cám. Thương ơi, anh đừng có nói với anh cái lộn xung mà, đang cái lộn xung mà sao xìu vậy? Má tôi tìm tôi, anh đừng nói má tôi là tôi trốn ở đây nha. Thương ơi. Con má cô hả? Ừ, má tôi đó. Nha, nhớ đâu, đừng có chị nha. Trời ơi, con gái con đứa ê, gì. Ê, con này đừng buồn nha, tôi nhìn má cô còn ngon hơn cô á. Ở trên nó con mắt của anh chỉ để trưng thôi, không có xài được. Núp vô đi. Đâu rồi, trời ơi. Con gái con đứa gì biểu đi công chuyện một chút rồi là đâu đi đâu. Ê, con khoan, đừng có rút con câu. Trời ơi, chứ để bước qua một cái là câu không được, xui lắm. Câu cá hả? Dạ. Chú em, cho tôi hỏi cái nãy giờ có thấy con Hường à, nó mặc đồ bộ màu tím á, đi ngang đây không? Con Hường ở đây đồ tím, đồ đi qua đồ nhiều lắm. Cô có mặc đồ tím mà đúng không? Nãy mới đồ bộ, nó mặc đồ bộ. Đồ bộ? Tóc dài. À, hồi nãy thì cũng có thấy. Ừ. Một con nhỏ đồ tím. Ừ. Nó xấu quắc à, mà nó cầm cái rổ trái cây đúng không? Cầm rổ trái cây thì đúng rồi, nhưng mà xấu quắc thì không phải. Thôi, nhỏ này coi cũng được gái mà. Nó cầm chỗ cái cây mà nó nói chuyện vô duyên lắm đúng không? Không phải vô duyên, nó dễ thương mà. Dễ thương hả? Làm biếng thôi. Mà nhỏ là cái gì? Con gái tôi. À, con gái của cô hả? Ừ. Trời ơi, trời, con cũng thấy một con nhỏ vậy mà không biết phải hay không nữa, nó gần đây lắm. Đâu? Gần là ở đâu? Kìa, đó. Ừ. Đó. Trời má. Ơi. Béo. Má. Đâu rồi? Dạ con đi ăn để gì đâu đi vòng vòng không mát. Rảnh quá hả? Biểu đi ra ngoài quét dọn cái bàn thiên rồi chưng trái cây lên. Trời, cái ông Nguyễn đổ trái cây te rẹt đi luôn. Trời ơi, gái có nết không? Dạ giờ con về nè má. Tôi về. Dạ về đi. Dạ trời ơi, trời ơi, mà quýnh người ta nữa. Thấy trai cái là nhau ra là bỏ công bỏ chuyện đi về. Chú con gái gì đâu mà vô duyên mất nết còn hung dữ nữa. Là cái thứ gì đâu không. Xui quá nè. Xả xui mới được. 1, 2, 3 xin trời bỏ qua. Đó, xui. Chuyện chú khác câu luôn. Dạ, con nghe nè má. Tới rồi. Trời ơi má cứ yên tâm. Chuyến này á, là con sẽ đem về cho má một chàng rể đại gia. Dạ vậy nha má nha.
nó ơi, người gì đâu á, nhìn từ đằng xa mà đằng sau cái dáng thôi tôi đã biết là trai đẹp rồi. Dạ, em chào anh. Anh cho em hỏi thăm, anh có phải là anh Minh Đại Gia không ạ? À? Anh không phải là anh Minh Đại Gia, anh chính là anh Minh Đô La. À dạ dạ dạ, em quên, anh Minh Đô La. Ôi, cái giọng nói nghe ngọt ngào như thế nào, làm chất ngất, ngây ngất tâm hồn của mình. Thiệt là không uổng mấy tiếng đồng hồ để chờ đợi. Anh chính là anh Minh Đô La đây. Chẳng hay em có phải là Hà? Ê! Trời, bà thím xù lông diêm. Ê, cha nội, tự nhiên vô đây phá đám cái chỗ tôi đi hẹn hò nha. Phá đám đi hẹn hò gì, tiên hỏi tôi là Minh Đô La. Ê! Ê! Trời, đừng có nói tôi là bà là Hồng Hiền Hoa. Đừng có nói với tôi là Minh Đô La là anh nha. Tôi là Minh Đô La là chính xác bản chất rồi, còn bà là Hồng Hiền Hoa là thấy hơi sai. Bà là Hồng Hung Hãn, Hồng Hôi Hám thì có. Ê, cha nội, làm như là mình đẹp lắm á, mình chê người ta. Nói nghe nè, mình lớn rồi, mình đang nói chuyện với người ta đó, mà mình có bị vô duyên mà mình rớt cái cục duyên ra ngoài, mình dán, mình tém lại, mình nhặt lên, mình gắn vô trong mặt mình đi rồi mình tiếp tục nói chuyện với người ta nghe chưa? Ủa chết cha, vậy là nãy giờ rớt, nói chuyện rớt cục vô duyên xuống rồi hả? Rớt cục duyên hả? Nè, đá cục vô duyên luôn, đá cục vô duyên luôn. Ở trong đây còn rất nhiều cục có duyên, nên bây giờ bà tưởng đâu lụm lên để nói chuyện với bà hả? Bà nghĩ tôi muốn nói chuyện với bà nữa, sao mà lụm nó lên để nói? Tôi cũng đâu có muốn nói chuyện với anh. Trời ơi, trời gặp cái thứ gì đâu mà xui dễ sợ nè, trời. Nè, tôi mới là xui nè. Bà xui cái gì? Nghĩ sao vậy? Tự nhiên tưởng đâu là quen được ai ngon lành lắm nào là Đô La đồ này nọ. Trời ơi, gặp ngay thiệt á, nhìn cái này là biết con cá tra rồi. Cái gì? Bà nói tôi là cá tra hả? Ờ. Bà nói tôi là cá tra hả? Ờ, tưởng đâu cá vàng hóa ra là cá tra, nó biết cá tra không? À, nhưng mà thật sự tôi là cá vàng, còn bà nói tôi là cá tra. Cá tra là thường hay ăn cái gì? Mà thật cá tra cũng còn chê bà luôn, không thèm ăn luôn á bà ơi. Tôi nói thiệt cả nhà, không biết sáng nay hả, tôi đi ra đường á, tôi bước cái chân nào mà sao tôi xui dữ vậy không biết nữa chứ. Thiệt á, làm như người ta hả, tốn cái công mà make up mất nửa ngày luôn á. Rồi bây giờ còn phải mua thêm cái bộ đồ này nữa nè. Trời ơi, vậy tôi chỉ cho, mới mốt sáng á, lết ra đường cho nó hên. Chứ đừng đi ra đường làm gì, còn nói gì, make up rồi đó hả, mặc đồ đẹp rồi hả. Sao nhìn nó cái đầm ngủ á, còn make up rồi là make up cũng vậy à. Đừng có make up tốn thời gian. Tránh ra cho tôi đi về coi. Ui, cái gì vậy? Vậy? Đi đâu? Tôi đi về. Đi về là đường này nè, đi về đường này, đi vô quán người ta, đi vô thẳng toilet trong trọng đó. Lộn. Ôi trời, đã xấu vô duyên mà còn mất nết nữa. Tôi mới là người bị thiệt nè, đợi mấy tiếng đồng hồ gặp cái thứ gì đâu không à. Sẽ xui. Má, má làm gì nãy giờ con thấy má đứng nè, má ngó ngó gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Chờ khách. Ủa thì khách tới thì khách tự vô nhà, mình cứ vô trong nhà mình đứng nãy giờ mỏi chân quá má. Ủa mình mời người ta tới mà biểu tới người ta tự vô nhà, kỳ khôi vậy. Thì khách bình thường họ tới là tự vô nhà chứ có gì đặc biệt đâu. Một khách đặc biệt hả má? Người xưa, tình cũ. Trời ơi, người yêu cũ của má ghét thăm. Có duyên mà không có nợ. Có duyên mà không có nợ luôn. Không lẽ bây giờ má tính nói lại tình xưa? Bậy, hết sức bậy. Nghĩ sao giờ vậy rồi còn nói lại tình xưa? Ủa chứ không nói lại tình xưa, má làm gì mà hôm nay má làm gì má rồi nè, là tôi dặn cô ăn mặc cho đẹp đẽ là vậy đó, hiểu không? Trời ơi, con má lúc nào cũng đẹp, con mặc cái gì không đẹp. À quên nữa. Dạ. Cái vụ mà bầu trên điện thoại á, Minh Đô La đó, vậy sao rồi? Ai trời ơi, má ơi, má đừng nhắc tới cái thằng khùng nó, gọi là cái cuộc tình mà nó chụp giật lắm, mà nó cũng lỡ nhịp lắm. Nói chung là thôi bỏ đi má đừng nhắc nữa, để có gì con kiếm anh đại gia khác. Bởi vậy tính ấy, mẹ già nói thì không nghe, cãi tối ngày ụp mặt vô điện thoại kiếm bồ, ở đâu có vậy?
Thì từ từ con kiếm mới làm cái gì mới căng thẳng quá vậy? Từ từ gì? Bây giờ tao kiếm nè. Mà bây giờ con hỏi má nè. Gì? Mắc cái gì mà bây giờ người yêu má tới đây? Ù, má lén lúc, má lén lúc má gặp người yêu cũ luôn. Lén lúc mà mời tới nhà không hả? Ông có vợ có con rồi. Thì đó, ông có vợ có con mà ông tới đây ông kiếm má. Không lẽ ông đi vô đây với lại vợ ông luôn? Con khùng, đánh vợ ông mất lâu rồi. Bây giờ tao mời ông với lại đó đó nói cái vụ mà bồ bịch online rồi đó, bỏ dẹp nghe. Má mời ổng với ai? Ổng với con trai ổng tới. Trời ơi, gu má mặn dữ vậy. Không lẽ bây giờ má tính là vớt luôn con ổng luôn. Mày không hả? Hả con điên. Nghĩ sao vậy? Thì mình tình cũ mình đây. Im người ta nói cho mà nghe, nhảy ra trong họng không à. Thì ta kêu ổng dắt con trai ổng tới đặng dạ. Má. Nói nghe nè. Trời ơi, nghe hơi trai kìa trời. Trai trai má. Nếu mày giống ổng hồi đó đó thì đẹp. Mày đẹp dữ á. Bây giờ thì ổng coi cũng đỡ nhiều rồi. Không quan trọng. Nhưng mà giàu không á? Nói chung là nó cũng biết làm ăn. Còn giàu hay không thì làm quen đi, tự tìm hiểu. Thấy không? Dạ cũng được. Thà vậy mặt gặp mặt đi cho rõ ràng. Em má không nói sớm rõ ràng để con trang điểm cho nó lầm lộn với lại con kiếm mấy cái đồ ngắn ngắn mặc thì đã. Nè bỏ cái vụ mặc đồ ngắn ngắn quất cái cho đập. Đã hồi sớm ơi, nghe nói là có khách đặc biệt tới làm ơn mặc cái bộ đồ cho nó đẹp. Tự nhiên là áo sớm mà có luôn á trời. Má ơi, tại vì con nghĩ là mặc cái này là kiểu mình gái quê, mình thể hiện sự thì mị nết na đó má. Thì mị không? Hiền mị nết na. Dạ. Sao bạn má lông tối quá à? Trời ơi, không kìa. Sửa sẵn rồi. Đứng cái dáng cho đẹp coi. Dạ. Người xưa ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nhẹ nhàng. Ô xin gửi đến em lời chào thân thương nhé. Anh chào Năm. Năm ở đâu? Ai Năm? À bố, anh chào bố. Mới có bao nhiêu năm mà sao quên tôi? Chào Tư. Ai đây? Trời đất ơi, vô là thấy mất điểm rồi đó. Có cái tên người ta cũng không nhớ nữa. Con, dạ. Đây là bác Tám. Chào bác Tám. Hồi xưa là học trên má một lớp á. Con này là con Hồng. Gái Tư hả? Gái em, bữa em nói chuyện với anh. Bác Tám nha, chào con Hồng. Dạ, chào bác Tám. Con có mời bác Tám vô nhà. Rồi. Dạ, mời anh vô. Rồi. Dạ, mời anh Tám ngồi. Cảm ơn em Tư. Con, rót nước mời bác Tám. Dạ. Tía ơi, tía đi hỏi vợ cho con nghe, hỏi vợ cho tía mà tía đi ào ào không chờ con vậy tía. Nói cái gì cả, cả nhà đợi con nè, lẹ lẹ vô. Trời ơi, con còn tay xách nách mang trái cây, trái ô, đồ quá trình. Vô đây chào, dạ. Bác Tư đi. Thì con chào bác. Chào em đi. Trời ơi, tiếng xét ai tình hả con? Cái chú này câu cá mà bữa câu cá sao thấy tệ dữ lắm mà sao này bảnh quá vậy? Dạ tất nhiên phải bảnh chứ thiệt tình. Giống tôi không? Tròn. Thì ra là bà tím, mà áo tím hay xù lông nhím hả? Thì ra là người đàn ông vô duyên rớt cái cục duyên mà không muốn nhặt vô đó hả? Ủa như vậy là hai con trẻ biết nhau rồi hả? Dạ. Như vậy thì mình khỏi cái giới thiệu, mình tính đám cưới cho hai trẻ luôn đi. Đám cưới hả? Khỏi luôn. Khỏi luôn đi. Làm gì có chuyện vậy? Ngồi xuống. Trời ơi, sao tôi bàn cái chuyện này chứ? Bình tĩnh. Bây giờ vậy nè, chắc là hai đứa nó có hiểu lầm gì đây. Với lại tại vì hôm trước có gặp nhau rồi. Nhưng mà tôi nói bây giờ á, nói gì nói, anh mà nói cưới liền á thì nó gấp quá. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, bây giờ có nghe tôi nói hay là không? Hai con, để tí má sắp xếp cho hai con về một nhà. Làm gì hai đứa kênh nhau giống hai gà quá vậy? Nghe. Rồi đây, tôi tính đi. Tôi là tôi tính vậy. Giống như ông bà xưa đó, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tôi với anh Tám là đã bàn tính chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ là chỉ việc là đem hai đứa nó vô mừng đám cưới cái xong. Rồi. Thấy không? Sao? Hai con thấy sao? Con thấy cách ông bà hồi xưa thì con thấy... Thấy sao? Thấy vậy. Vậy là sao? Thì thấy vậy là thấy vậy. Là thiệt ra là người ta có câu bất quá tam, nhưng mà quá tam ba cử là có duyên với nhau. Nên bây giờ ngày hôm nay tôi tới đây, tôi đem trái cây tới. Tôi mạo muội sẽ nói thẳng với lại cô một điều là Hồng Hiền...
Hòa. Hồng Hiền Hòa. Tới đây tôi nói là Hồng Hiền Hòa là cái vụ mà câu cá đó là tôi sẽ bỏ qua. Cái vụ mà bắt tôi chờ mấy tiếng đồng hồ đó là tôi sẽ bỏ vào trong lòng tôi luôn. Và ngày hôm nay tới đây một cái tâm trạng khác, tới đây bắt ta quề được không? Đó. Bữa nay á là tôi thấy đàn ấy nói chuyện cũng có duyên. Làm như là hả nhặt được cái cục duyên xong rồi gắn lên trên nói chuyện có duyên hết sức à. Cái tôi đồng ý đó được không? Đó, tư thế chưa, tắm nó đâu có sai. Không cưới cũng phải cưới thôi. Ủa, mà ai cưới? À, tụi nhỏ cưới. Tụi nhỏ cưới thì để tụi nhỏ bắt tay chứ. Áo tím qua xìm. Áo xanh duyên dáng. Có gì mà em gọi anh ra ngay cái góc hẹn hò quen thuộc của mình là ngay cầu khỉ. Có chuyện gì gấp hả? Nhìn anh là biết cái tẩm liền. Cái tẩm là cái gì? Rớt rồi đúng không? Xin việc rớt rồi đúng không? Sao không làm thầy bói đi? Làm thầy bói nhiều khi kiếm tiền được rồi đó. Rớt thê thảm luôn. Xin ngay chỗ nào cũng không phù hợp với năng lực của anh hết. Một chỗ á thì là kêu phụ hồ, một chỗ cho anh bóc giác. Trong khi đó em nghĩ đi, cả cái làng này chỉ có duy nhất một mình anh là có được bằng cấp đại học. Nhưng mà cái ngành của anh học quá là ngành xã hội học, ở dưới đây đâu có ai xài đâu. Không có xài, nhưng mà tất nhiên từ từ một ngày nào đó người ta sẽ xài. Tại vì cái ngành của anh, cái ngành yêu thích của anh là anh muốn nghiên cứu về xã hội, anh muốn nghiên cứu về đất nước, anh muốn nghiên cứu về thế giới, anh muốn nghiên cứu về hành tinh, anh muốn nghiên cứu về vũ trụ, anh muốn tránh xa khỏi những cánh đồng lúa bao la bay lả, những cánh xa, những con trâu, những cái cày, anh muốn tung tay bay lên thẳng lên vũ trụ trời xanh bao la. Trời ơi, ước mơ của anh cao quá. Anh muốn tránh xa, bây giờ ba anh bán hết ruộng đất luôn để cho anh đi học bây giờ hả nhà, anh không còn miếng đất nào luôn. Thì bởi là vậy, nhưng mà không sao, cái đó là về bán hết để phục vụ cái việc ăn học cho anh thôi. Nhưng mà về sau này người ta sẽ tận dụng tài năng của anh. Trước mắt anh sẽ có hết tất cả, anh sẽ có được căn nhà, một tòa villa, và hai đứa mình sẽ cùng nằm ở căn nhà villa đó và ngắm nắng lên. Và trước mắt bây giờ anh gần có được tình yêu của anh rồi, đó chính là em đó, đúng không? Anh cũng đã thành công rồi. Không, anh thất bại luôn rồi. Anh sắp mất em luôn rồi. Không dám đâu, em nói gì vậy? Ở bên đàn trai đàn gái, hai bên đàn trai đàn gái đó chọn ngày cưới rồi, làm sao mất được. Mất thiệt, em nói thiệt. Má em nói là anh chắc là thất nghiệp rồi, giờ đi xin việc chỗ nào cũng không có. Má em nói thôi từ từ rồi hãy tính chuyện cưới xin đó. Má em nói vậy thôi. Thôi đừng có khóc mà. Má em. Trời đất ơi, sao anh chửi má em vậy? Anh khóc mà. Má em, sao chơi kỳ vậy? Người lớn chơi kỳ vậy? Bên hai bên hứa hẹn với nhau là ngày đó cưới mà sao bây giờ tự nhiên bây giờ hả? Không cưới là sao bây giờ? Bây giờ má em sao muốn cho cưới đây? Tại vì má em sợ em về á làm dâu rồi cực khổ. Tại vì anh đâu có nghề nghiệp gì đâu. Cho nên má em nói từ từ. Nhưng mà má nói dễ cả. Bây giờ chỉ cần anh có nhà, hai đứa mình ra riêng là má em cho cưới liền. Cưới liền luôn. Má em nói là bây giờ là chỉ cần anh có nhà. Trời, má em sao chứ khó vậy? Bây giờ biết anh đang là thất nghiệp mà với một thằng đàn ông mà đang thất nghiệp như vậy làm sao có nhà? Thì đó, bây giờ chỉ cần có như vậy thì má mới cho cưới rồi. Vậy thì đợi anh 20 năm sau đi. 20 năm sau anh nhập hứa uy tín với má em là anh sẽ có nhà, có cửa. Thôi, em đi cưới người khác chứ làm sao mà em đợi anh 20 năm được, em già rồi. Vậy thì má em muốn bao nhiêu lâu? 3 tháng. Má em nữa, chửi má em hoài vậy? Má em sao chơi ác quá vậy?
chơi vậy là ép anh rồi. Trời ơi, tự nhiên 3 tháng rồi vậy sao có được. Trời ơi, giờ thiệt tình đã đi xin việc không được rồi mà về đây còn nghe em nói những chuyện này, thiệt tình anh thiệt không muốn thiết tha sống nữa luôn. Cắm đầu xuống đây chết cho rồi. Ôi, đừng làm gì vậy. Chứ bây giờ bế tắc rồi. Ăn rồi. Cái bánh tét đi cho đỡ bế tắc, xong rồi hai đứa mình nhảy xuống chích chùm luôn. Đi, ăn đi. Vậy là em muốn anh với em giống như là Romeo và Juliet, là ăn cái bánh tét này vô, bánh tét này có độc, xong hai đứa mình sẽ chết nguyên sinh để cho bên đàn trai đàn gái tiếc nuối một cặp tiên đồng ngọc nữ, đúng không? Trời ơi, không phải. Chơi luôn, ăn luôn, có phước cùng hưởng, có độc cùng chia. Chơi luôn, độc là để ở trong lá hay là chơi luôn. Trời ơi, má em không cho cưới anh là cũng đúng chứ không phải sai đâu. Bình thường, tôi ăn á. Ê, thôi, em không ăn. Trời ơi, ăn đàng hoàng, con mới ăn cái gì kỳ vậy. Chứ giờ độc em ướp ở trên lá hay là trong cái bánh, để anh biết anh ăn. Không có độc gì hết á. Hồi nãy á, chờ anh đi xin việc về nè, em thấy ông bán bánh tét chạy ngang qua, xong rồi em hú lại, em mua cái bánh tét cho anh. Tại vì em biết á là anh bụng đói meo đi xin việc đúng không, đâu có đồng xu cắt bạc nào trong túi đâu. Trời, chỉ có em hiểu anh thôi. Thương quá. Cảm ơn em nha. Ngon ha. Ngon hả? Ngon dữ vậy hả? Phải. Cắn cái bánh tét này vô, trong đầu anh lóe lên ý nghĩa. Những cái việc gì muốn làm những việc lớn lao thì mình phải bắt đầu từ con số 0. Từ con số 0 thì lúc đó giống như một căn nhà bự. Mình muốn xây một căn nhà bự thì mình phải đặt một viên gạch đầu tiên, xong viên gạch thứ hai, xong rồi từ từ mới lên những viên gạch thành nhà cao được. Bây giờ anh vậy, anh phải xuất phát từ con số 0. Thì ăn cái bánh tét thì mắc mớ gì mà xuất phát từ con số 0. Không lẽ anh... Xin lỗi em, anh chỉ là thằng bán bánh tét. Má ơi. Không nói tiếng nào hết vậy. Ủa má, mà nó làm như tôi ma cỏ vậy trời. Nhóng cái gì nhóng hoài vậy? Đợi. Đợi gì? Để nó là chia tay cái thằng đó đi, bỏ đi. Nói hoài không nghe. Trời đất ơi, ta nói chim khôn lựa cành mà đậu, gái khôn mới lựa thằng chồng giàu mà nhờ. Lựa gì cái thằng mà đi làm mướn làm thuê. Trời ơi, nhà cửa thì không có. Nhắc bạc là đỡ biết mấy không? Cái Linh như miễu luôn. Mốt chắc đốt rác cũng về quá. Mới về hả? Anh về với em rồi đây. Dạ, thưa má vợ mới về. Ủa cưới hỏi nào kêu má vợ vậy trời? Dạ, trước sau gì thì con cũng sẽ rước mơ về Vinh. Nên bác cứ yên tâm điều đó. Má cứ yên tâm điều đó má. Thì cứ có cái Vinh để rước nó đi rồi tính ha. Chứ tôi nói là tôi cho thời hạn 3 tháng có cái nhà thì mới rước. Mà giờ mới có mấy bữa là đang đi làm thuê làm mướn, chuyển qua bán gì? Bánh dạ, tét rồi bán đó bánh ha tét. Giờ bán bánh tét mướn vậy rồi chừng nào có nhà có cửa. Dạ thì theo như khoảng thời gian bác có điện thoại. Cam gì mà. Alo. Dạ, con nghe chú Năm. Dạ sao à? Chú Năm đặt 1000 cái bánh tét, ngày mai cho công nhân mai ăn sáng hả? Công nhân mai của chú ăn sáng. Dạ được, ok, ngày mai sẽ có. Dạ người ta vừa đặt 1000 cái bánh tét thì mình phải có công ty mà. Cô xin lỗi. Alo, con nghe. Thím Tư hả? Dạ dạ con công ty bánh tét Mộng Mơ. Sao thím đặt 2000 cái bánh tét hả? Để làm gì dữ vậy thím? À, thím tặng quà tri ân cho những khách hàng đã mua phân bón của thím hả? Dạ dạ rồi 2000 cái. Dạ đó, người ta vừa đặt 2000 cái nữa. 3000 cái. Chú Năm gọi nữa. Ông mới gọi mà chắc kỳ này hồi đơn á. Không có đâu trời. Alo, con nghe chú Năm hả? Chú đặt thêm 3000 cái nữa hả? Cái gì dữ vậy chú? À, đặt tặng cho em chạy hòm để mà
chia buồn cùng những người thân hả? Rồi 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 rồi, con có luôn, có luôn. Thấy chưa má ơi, thời con tới rồi. Thời con tới cản không được, bởi vậy ba con đã tin tưởng bán hết đất đai để mà con thành lập cái công ty bánh tét mộng mơ này. Thời tới rồi, cản không được nữa rồi má. Ông gan vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Cầm nhà luôn. Đúng rồi, em ơi nhìn xa xa kìa, thấy xa xa không? Thấy gì vậy? Đó là cái nhà villa của chúng ta sẽ nằm ở đó nhìn nắng lên, ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Trời, tao chóng mặt quá. Tao chóng mặt quá, nghe đơn tiền 1.000, 2.000, 3.000, tao say sẩm mặt mày luôn. Dạ. Muốn đột quỵ quá. Không, thiệt tình mà. Thằng 1.000, 2.000 đơn, rồi làm sao làm? Một mình ta gói là một ngày chừng 10 đòn thôi là ta muốn chết rồi. Bây giờ mấy ngàn đòn bánh tét mà gói làm sao mà gói cho trời kịp ơi. Hả? Thời tới thì chuyện gì nó cũng tới được hết. Bây giờ mình sẽ vận động nhân công, mình sẽ thuê nhân công. Ở nè, là ở sớm là có ba thằng làng Tí, Tèo Tuổi là Chăn Châu là vô phụ anh nè. Bây giờ nguyên liệu thì mình ra chợ mà mượn thứ bảy hay là gì đó mình gom lại bằng mọi cách, tại vì thời tới rồi không ai cản nổi đâu. Bằng mọi giá mình phải làm cho bằng được số lượng bánh tét như vậy để giao cho người ta. Kêu bằng phải tuyển công nhân á. Dạ đúng rồi, bây giờ trong tay con phải ít nhất phải 1.000 công nhân mới thể. Bây giờ bận biểu lắm rồi má rảnh không? Thì đang rảnh, con cho má chức luôn quản lý công nhân giùm con, quản lý công nhân giùm con, tại số lượng quá nhiều con thể đâu mơ à. Ngày đó em không phải mơ nữa đâu, nhìn kia tòa nhà villa chúng ta sẽ nằm đó và ngắm nắng lên. Anh phải đi đây. Trời ơi, thời tới rồi. Anh đi cẩn thận nha. Đi cẩn thận nha con. Trời ơi. Giỏi quá. Trời ơi, mấy ngàn bánh đó. Bây giờ anh phải tập chạy, phải ve kiểu này để mốt chạy xe hơi không bị bỡ ngỡ em à. Anh đi đây. Tôi hoang mang quá. Cái gì mà tự nhiên đi bán bánh dạo cái hơi một cái đợt cho trong mặt mấy ngàn bánh. Có thiệt không trời? Trời ơi, mày bị gì vậy con? Hả? Con đang nhìn cái villa đó má. Nó mới có cái thông tin là nó lập công ty thôi là mày đã lên tới đó luôn rồi hả? Dạ không, mai mốt cái villa của tụi con sẽ nằm ở đó. Tụi con sẽ ngắm nắng lên và ngắm hoàng hôn buông xuống. Chết à. Đợi con tí. Alo. Dạ. Cái gì anh? 10.000 bánh. Rồi, để em tính nha. Má, người ta đặt ảnh 10.000 bánh. Bây giờ á, ảnh cần vốn á má. 10.000 bánh. Đặt 10.000 bánh để chôn sống hay gì dữ vậy? Không có, khách đặt 10.000 bánh để còn. Mà bây giờ ảnh cần 500 triệu. Ảnh cần 500 triệu. Không lẽ giờ má là má không giúp ảnh được. Con bây giờ là... Biết rồi. Nhiều tiền để dành là đưa cho nó hết rồi chứ gì. Trời ơi, con lấy lại mấy hồi. Má bây giờ làm sao má? Tính sao má? Bây giờ má may mới giúp ảnh đi. 10.000 bánh là phải tiền nếp, tiền đậu, tiền thịt, dạ, đúng rồi. Tiền nhân công, tiền... 500 triệu à? Trời, chút. Trời ơi, cái giờ này còn đi đâu nữa má? Chờ má chút. Trời, đi đâu? Vụ lấy tiền. Lấy tiền hả? Vậy là sắp có biệt thự ở rồi. Biệt thự đó sẽ tên là biệt thự Mộng Mơ. Quá đã. Ê, không được hí nha. Biết rồi, tới chưa? Nhắm mắt thật chặt, không được hí. Bây giờ. Rồi, từ từ, tới rồi. Nhắm mắt nha, không được hí nha. Anh sẽ cho em coi cái này. Ta-da. Cái này sẽ thích liền. Đây, lại đây. Không được hí, đó, thấy chưa? Đó, bây giờ nè. Anh xin hân hạnh giới thiệu. Đây là căn villa chúng ta sẽ nằm ôm nhau ngắm nắng lên. Mở mắt ra đi, tha là thấy gì không? Thấy gì đâu? Làm sao thấy được, căn villa nó nằm ở đây nè. Tha là tan 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 tan. Hay chưa, khoái liền. Ủa da, chuyện gì vậy? Em coi không phải là mơ không á? Đau quá, không phải mơ đâu. Căn villa của chúng ta đó, chúng ta sẽ nằm ở căn villa này và ngắm nắng lên. Đây, đưa tiền đây. Để anh vô đặt cọc ta. Khoan. Em sợ quá. Lỡ mà ba anh với lại má em mà biết chuyện á, tụi mình lấy tiền của hai người á đi đặt cọc cái nhà này á là chết luôn á. Có gì đâu mà chết. Bây giờ vô cái thế đường cùng kẹt về rồi. Hai đứa mình yêu nhau thiệt tình mà. Với lại bây giờ anh là con một, em cũng là con gái một. Tài sản trước sau thì cũng trong tay hai mình thôi. Nhưng mình làm cái cách này để mà hai đứa mình có nhà, rồi xong hai mình đám cưới, hiểu không? Có gì đâu, không có gì đâu.
định đi đâu hả? Định đi đâu? Trời đất ơi, công ăn chuyện làm của người ta, trốn cả tuần lễ rồi. Đưa tiền đây, để lên. Trốn gì vậy? Vậy mướn xe từ từ người ta trả, tôi có xù anh đâu mà làm gì thấy căng vậy? Không thấy nói năng gì hết trơn á, cả tuần lễ rồi, công ăn chuyện làm của người ta, trả tiền đây. Tôi bận việc nhà, tôi bận đem tiền đi mua villa chứ không phải là rảnh rỗi gì hết. Anh phải thông cảm chứ, thiếu anh nhiều mà làm căng. 8 triệu. Cái gì 8 triệu? Trời ơi, tôi mướn chiếc xe có 1 tuần để làm màu với ba má tụi tôi à. Làm gì mà 8 triệu dữ vậy? Ủa thì ngày bán lợi 1 triệu, 7 ngày rồi. 7 ngày mà nhân cái phép gì ra 8 triệu? Ủa, không cho lời hả? Trời ơi, có những ngày người ta bán là bắt đầu là người ta lời nhiều hơn, 1 triệu gửi ngày. Rồi bây giờ cả tuần lễ ăn ở không nè, cơm áo gạo tiền ai trả, cái đó là tiền lời á, 8 triệu đưa đây. Bán bánh tét 1 ngày lời 1 triệu, vị trí 1 tháng là lời 30 triệu. Cái đó là chuyện của người ta, công ăn chuyện làm của người ta. Bây giờ mướn chiếc xe nè, 1 ngày 1 triệu, bây giờ nói chung là 8 triệu đưa 8 triệu đây. Bớt bớt, tôi không có xù đâu, giờ trả là trả 1 triệu rồi lấy không? 8 triệu. 1 triệu thôi bây chứ. Bây giờ trả không? Bây giờ để từ từ. Nhanh lên. Ô. 8 okay. triệu. Với của tao 500 triệu, ông già tía mà 500 triệu nữa là 1 tỷ. Cái gì? Thế con biết chuyện này luôn rồi hả? Ông biết rồi, ông lên đăng xong ông xỉu rồi. Trời ơi, đi cấp cứu. Anh ơi, chỗ mà. Không, chỗ mà. Trời ơi, tía con bị đăng xong rồi. Bây giờ cứu một mạng người còn hơn xây 10 cái chùa. Con chạy về con cứu tao con. Cứu rồi nha. Đưa ổng đi cấp cứu rồi. Rồi nhờ người coi chừng ổng luôn rồi nha. Má ơi, má cho tụi con tiền rồi tụi con đặt cọc cái nhà này để tụi con cưới nhau đi má. Cái này lỗi là lỗi tại má vợ đó. Má vợ ép con vô đường cùng mà tụi con yêu nhau thiệt dạ, tình rồi. Con yêu nhau thiệt tình con mới dùng ra cái chiêu này để mà tới với nhau. Ủa, thôi. Ủa, yêu nhau thiệt tình là phải lừa gạt người lớn vậy đó hả? Nè chàng trai, thưa cô ơi, mình bớt giải quyết chuyện gia đình được không? Trả nợ giùm đây 8 triệu. Góp rẻn đi. Bây giờ sao? Nó thiếu tiền nợ cậu 8 triệu đúng không? Dạ. Cái xe này nhiêu? Xe này 5 triệu. Trời. Cái xe này quăng ngoài đường 3 ngày ăn trộm không thèm lấy á. Vậy mà thằng này nó lấy đó. Rồi bây giờ bán không? Thì 3 triệu. Với là tiền nợ nữa 11 triệu. 10 triệu lấy không? Lấy chứ. Trời. Tưởng không lấy đem quăng bỏ luôn à. Má. Nè 10 triệu. Vậy rồi. Má. Tình cảm của tôi ơi, khỏe mạnh nha, cố gắng. Lấy tiền rồi đi đi. Về nha. Ôi, trả lại, trả lại. Mày đắt nha. Ôi, tự nhiên mua cái xe này chi vậy má? Cho con này nó khởi nghiệp, nha. Chứ trời đất ơi, làm ăn không lo, chưa gì cái lo lừa gạt người lớn rồi làm sao? Không phải, tại con với Mơ yêu nhau thiệt tình, không muốn xa lìa nhau. Thôi bây giờ vậy, hai đứa đã quyết chí mà thương nhau á, mà không muốn xa lìa nhau rồi, bây giờ tôi duyệt cho hai đứa là tìm hiểu nhau, đúng không? Nhưng mà phải lo làm ăn đàng hoàng, nghe. Không có mơ mộng hảo quyền, bây giờ là không có công ty mộng mơ gì hết, mà phải làm ăn cho nghiêm túc đàng hoàng, nghe chưa? Trời, nếu được vậy thì con hứa con sẽ cố gắng. Ừ.